Mình dám chắc là các bạn đã từng ăn qua lẩu từ xôi của Omachi chứ chưa ăn cơm tự chín đâu đúng không? Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cơm tự chín mới vừa ra mắt của Omachi. Cái hộp này thì mình mua giá nó hơi cao một tí nên mình sẽ mở ra xem bên trong chất lượng của nó như thế nào nha. Hộp cơm của mình là cá hồi sốt teriyaki, ngoài ra còn loại bò hầm nấm sốt bonzu nữa. Mình nghe đồn là set này dành cho 2 người ăn lận. Ở bên trong thì sẽ có 8 gói như vậy. Mỗi gói đều được đánh số hết trơn á. Mình chỉ cần cho đúng số trong cái khay đỏ là ok. Mình sẽ cho theo thứ tự từ 1 đến 8 nha. Gói 6, 7, 8 này thì mình sẽ sử dụng sau khi cơm chín nha. Tiếp theo là cái phần gói tự sôi. Mình đậy nắp lại và đợi 15 phút nha. Ở bên Omachi thật là chu đáo luôn các bạn. Họ cho mình cả muỗng nẻ và khăn giấy nén luôn nè. Đây là một hộp cơm hoàn chỉnh nè. Được thiết kế như một bữa ăn đầy đủ chất lượng luôn. Nhưng chỉ trong 15 phút thôi. Một hộp cơm có cả món chính nè, món phụ, măng và cả canh luôn. Tuyệt vời nha. Xin mời các bạn nha. Ngon thật sự luôn các bạn ơi. Tất cả mọi thứ đều chỉnh chu hết á. Cái phần cá hồi và nước sốt là cái điều mà mình tâm đắc nhất luôn. Nó rất là đậm đà và thơm luôn. Mình ăn thịt cá hồi thì chắc chắc nè, ngọt ngọt. Tuyệt vời. Còn về cái phần súp và những cái món ăn kèm á thì mình thấy cũng ok luôn. Cơm thì dẻo, mềm, nó tiện lợi, giúp cho mình tiết kiệm thời gian, có nhiều thời gian hơn ở bên bạn bè và người thân, tận hưởng những phút giây tuyệt vời khi đi du lịch. 159.000 cho set cơm như vậy thì mình thấy nó cũng rẻ các bạn. Nguyên liệu nó ok lắm, riêng cái miếng cá hồi thôi mình vô siêu thị mình mua là cỡ cả 100.000 rồi đó.